Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Ở những vùng miền núi, vùng sâu các tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận, Sóc Trăng, nơi tập trung nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, điều kiện sinh sống của người dân vẫn còn rất khó khăn, thiếu tiếp cận với lưới điện và chiếu sáng, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng, phát triển kinh tế, cản trở sinh hoạt đi lại vào ban đêm của người dân, mà còn hạn chế đáng kể cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em. Mỗi tối, đi nhà em rất là mờ, bởi vì xung quanh nhà em người ta sử dụng máy bơm nước rất là nhiều, cho nên điện không đủ để phục vụ gia đình em, làm ảnh hưởng đến công việc học tập của em. Khi mà em đi đến trường thì trời vẫn còn tối và có lúc thì trời cũng mưa, đường trơn trượt nên là không có ánh sáng thì đi rất là khó. Để khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng, vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn, Signify, tập đoàn dẫn đầu thế giới về chiếu sáng, đã phối hợp với UNESCO thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho các cộng đồng thông qua dự án Thắp sáng tương lai các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam do quỹ Signify Foundation tài trợ. Dự án nhằm trang bị cho các em học sinh dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu các thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời tiên tiến. Dự án đã trang bị cho hơn 5.000 học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc 16 trường trung học cơ sở tại 3 tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng hệ thống đèn chiếu sáng tiên tiến, gồm 1.900 bộ đèn cầm tay năng lượng mặt trời Philips Lifelight, 7 bộ đèn năng lượng mặt trời Philips Sunstay để chiếu sáng sân trường cùng một số đèn Philips LED khác. The lamps and the different equipment that's been provided, they represent light, of course, but beyond light, they represent safety for students. They give students a new confidence as well. They also represent science, an introduction to renewable energy, and they also represent an introduction to education for sustainable development, which ultimately is something that both Signify Foundation and UNESCO are trying to do, not just in Vietnam, but I think everywhere where we work. And so we've been very happy with this partnership with Signify Foundation. Flashlight là loại đèn năng lượng mặt trời cầm tay, đèn có 3 chế độ sáng khác nhau để tiết kiệm năng lượng, nhờ đó mà thời gian sử dụng có thể lên đến 20 giờ. Còn Sunstay là loại đèn năng lượng mặt trời tích hợp tất cả trong một, đèn có cảm biến chuyển động để phát hiện người qua lại nhằm điều chỉnh lượng ánh sáng phù hợp, từ đó giúp đèn có thể sử dụng được khoảng 2 ngày. Đèn năng lượng mặt trời thì giúp em có thể sinh hoạt vui chơi dưới ánh đèn, và bên cạnh đó thì có cái đèn năng lượng sách tay giúp em có thể vui chơi học tập trong cái thời gian mất điện, và trên đường về thì các em có thể sử dụng cái đèn đó rất là hiệu quả. Từ khi có chiếc đèn này đã giúp ích cho con trong những lúc cúp điện, con có thể học tập và trên đường về nhà con sẽ an toàn hơn và không còn đáng sợ như trước nữa. Con rất là vui khi nhận được cái đèn này ạ. Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã góp phần cải thiện chất lượng sống của hàng triệu cư dân trên toàn thế giới, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa khi mà lưới điện còn hạn chế. Tôi tin tưởng rằng những quả tặng ánh sáng sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời không chỉ góp phần làm cuộc sống hàng ngày học tập của các em được dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn, mà còn khơi gợi cảm hứng học tập, giúp các em có một cái tương lai rạng rỡ hơn.